Bây giờ thằng nào mà chơi 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 đế chế mà không chơi quân này là thằng đó ngu chó. Đạt sao biết được, đâu Đạt đâu bò thôi, Đạt chỉ nghe chơi vì Đạt chơi chơi thôi chứ không hiểu được cái này đâu. Rồi, xin chào các bạn đến với chương trình Vlog Game nha các bạn. Hôm nay tiếp tục là hướng dẫn chơi game đế chế. Mà bây giờ Duy sẽ chỉ các bạn chơi đạo quân đầu tiên. Đó là quân Attack. Thì các bạn đã xem clip rồi đúng không? Attack làng mỏi. Nó tồn tại ở Trung Mỹ khoảng thế kỷ mười mấy hồi đó đó. Đánh lộn tới lưu xương người cuối cùng bị diệt vong. Thì cái đế chế này nó mô phỏng là những cái gọi là những cái đế chế lớn trong lịch sử của loài người từ xưa cho tới nay. Trước cái thời Hitler nha. Nên đế chế này nó không khích le đâu mấy em, mà nó chỉ có những cái đế chế thời xưa, thời Trung Cổ á, nó tóm là đế chế thời Trung Cổ á, Teuton rồi đó, Frank rồi đó, Bison rồi đó. Và hôm nay là Duy sẽ nói về Attack. Attack là cái thằng đạo quân đầu tiên mà khi tụi em vô là nó gặp nó, thằng quân này nó mội mấy em. Mà cái cá nhân của anh chơi nó cũng rất là cảm tình với quân này. Thì bây giờ CG anh sẽ phân tích điểm mạnh điểm yếu quân này và cách chơi cơ bản của quân này. Rồi bây giờ tụi em đọc cái bản thành phần chơi chung của nó nè, tụi em sẽ thấy á, cái thằng này nó rất là mạnh về pháp sư. Nên tụi em chơi quân này là tụi em chơi pháp sư là lời. Có một lần anh chơi pháp sư thằng Đạt á, nó chơi chung với nó. Chơi cái trận mà Holy Light á mấy em, cái trận đó 62 cái chuông. Cái trận 62 cái chuông anh lượm chuông không cho nó ăn hết vàng, nhỏ cười hí hí luôn. Ngồi tổng kết điểm lại vàng nó méo bằng anh nó mới nhục. Cái trận nó có hai cái đảo, một cái đảo toàn là đá, một cái đảo toàn là vàng. Đó. Anh nói thôi giờ tao về tao phá cho đầu đài. Thế là mày nhường tao đá đi, tao nhường mày vàng. Thằng nhỏ mê vàng mấy em. Má bởi vì mấy cái thằng mê vàng thường nó ngu. Đó. Nó mê vàng, nó qua nó lấy cái đảo vàng, nó ngồi nó khai thác, nó mổ hết vàng luôn. Nó cười hí hẩn luôn. Mà thằng này thì thằng Đạt thì nó không chơi pháp sư. Nó không biết được giá trị của pháp sư. Đó. Mà giá trị pháp sư chỉ có quân Attack nó mới có thôi. Quân khác yếu lắm, hiểu không? Nó là chơi cái quân này, anh lấy 62 cái chuông. Anh nhốt trong 7-8 cái nhà pháp sư luôn mới đủ. Đó. Nó sản sinh ra vàng gần 1 triệu, thằng nhỏ đi buôn lậu chết mẹ luôn, không coi như thấm tháp vậy đó. Thằng nhỏ nó mổ hết vàng ở trong đảo, sao nó bị tự động bem tới bem lui, anh nó thủ chung mà anh cũng bị tự động bem thôi, nó bị tự động bem bom thấy mẹ luôn. Nó hồi cái nhỏ hết vàng, nhỏ đi buôn lậu lấy cái xe từ nhà chợ qua nhà chợ kêu buôn, anh quá vàng bất tử luôn. Cảnh đó thiệt, chơi tới chết cái cảnh đó hả, anh nói thiệt với mày, tao chơi 1 triệu điểm cũng được á, cảnh Holy Light á. Oh, really? Cảnh Holy Light chơi 1 triệu điểm cũng được, tại vì gỗ nó gần như bất tử. Mà gỗ nó gần như bất tử là thằng tự động nó không đầu hàng mấy em. Thằng tự động nó chơi đủ vì nước quên thân, vì dân phục vụ, nó gì đó nó phan tới luôn. Nó không có đầu hàng. Đó. Nên trận đó quá đã. Nè giờ anh nhìn vô Attack này thấy không? Nè anh nhìn nè, cái đầu tiên nông dân cộng 5. Nông dân mà cộng 5 là gì? Nông dân mà cộng 5 á, bình thường á anh thấy á, một thằng nông dân á nó khiêng được có 10 gỗ thôi. Đúng không? Mà bây giờ nông dân cộng 5, nông dân nó khiêng 15 gỗ. Tới đời 4 nông dân nó khiêng 25 gỗ. Đúng không? Thì có phải là một thằng nông dân nó khiêng được tăng 25% cho thằng kia không? Vậy thì á, 100 thằng nông dân này có phải là nó khiêng bằng với 125 thằng nông dân kia không? Yes. Đâu có lợi hại chứ hộ. Nên suy ra cái đạo quân này làm nông nghiệp rất tốt nè. Cái đạo quân này làm cu li ghê nè mấy em. Cái đạo quân này đạo quân bưng phở nha. Đó. Đạo quân này đạo quân bưng phở nè, để nó rõ ràng nó ghi nè, cộng 5 nè, là mày hiểu là thằng này nông dân kinh lắm rồi. Thằng này nông dân kinh thì mình hạn chế nông dân lại, em đầu tư cho quân đội. Nè tiếp tục nè, lính nè nó ra tăng 15%. Cái lính đó dòng thứ hai nó ghi là lính được tạo nhanh 15%, tức là lính nó gần như biển người luôn. Mày mua chừng 10 nhà lính đúng không, ship 10 nhà lính kịch là cái cắm cờ bên nhà giặc, nhấn control bất tử, lính nó chạy qua mà thằng kia đầu hàng luôn. Cái lính nó ra nhanh rất là tốt, nó thủ nhanh, tức là khi mà có những cái hoàn cảnh tiền thì em nhiều mà giặc nó đông quá, lính mình không có thì lính mình ra chậm là chết. Nên lính ra nhanh nè, mày hiểu lính là đội quân lính ra nhanh. Cái thứ ba nó nói về nhà pháp sư. Nó nói về nhà pháp sư, thấy không? Một thằng pháp sư được cộng 5 máu. Một thằng pháp sư được cộng 5 máu. Pháp sư nó có đặc điểm là nó ít máu, bị chém cái là hai nhát ở đây. Paladin gõ một cái lên đường. Hiểu không? Cung chơi hai choạc chết. Rồi tiếp tục cái quân mà gọi là quân chủ lực của quân này á, nó kêu tên là Jaguar Warrior. Tức là lính nó là vậy đó, tức là cái đạo quân này á nó là cái quân chủ lực của cái thằng Attack này. Hay nói khác là cái đạo quân mọi á, cái đạo quân mà nhìn da beo á,
cái đầu quân mà cầm cái gỗ đập cái đầu chết á, nó lịch sử đó, cầm cái gỗ đập đầu chết đó. Nó coi video trước đi, nó nói về đầu quân này. Bây giờ thằng nào mà chơi đế chế mà không chơi quân này là thằng đó ngu chó. Đã nói rồi, mọi là gì, là phải chơi đại bàng với chơi quân của nó. Yes. Mà thằng Maya quân của nó là quân mọi bắn cung, còn quân này là mọi da beo. Đó. Rồi tiếp tục nè, đọc nè nha. Ở dưới nữa nè. Nè, mấy thằng phóng giáo được cộng một attack, một răng. Đó, rồi thằng lính được cộng tới 4 chém. Má lính mà nó cộng 4 chém kìa, bởi hỏi bằng đạt khờ bị dụ. Nó nhìn thấy mấy mọi anh yếu đó, nó biết rằng mọi anh một thằng quýt 20 đó. Ngựa Paladin lớn nhất là ngựa của Frank đó, 14 cộng 4 là hết. Là 14 cộng 4 mới có 18 thôi. Còn thằng lính của anh quýt 20 đó, đó là nó gõ một cái một hơn ngựa chém đó mà. Nên bầy quân của anh đứng đó rất là tinh nhẹ, mà vô cái là chết. Vô là chết, cái quân này rất là mạnh nha. Riêng mà tụi em gặp quân Ajax á, anh sẽ chỉ cho tụi em cái cách đánh quân này mới được. Còn tụi em đánh quân này mà tụi em yếu là vô là nó làm thịt liền. Rồi ở dưới đọc cái dòng cuối cùng là team bonus nè. Team bonus nè, một cái chuông cho vàng 33%. Tức là ví dụ như thằng bình thường nó cho số A thì thằng quân này nó cho thêm 33% con số A nữa. Thấy không? Nên cái quân này là pháp sư là thôi mẹ bá đạo rồi. Nên chơi quân này phải chơi pháp sư đem ra. Má pháp sư đời ba quýnh ghê lắm nha ba. Pháp sư đời ba quýnh kinh lắm. Đó là mình đi qua tổng quan của quân này. Rồi mình hiểu được nó là cái gì. Vậy thì chơi quân này phải chơi cái gì? Lính da beo nè, đúng chưa? Rồi xong phải chơi lính phóng giáo nữa. Tự nhiên ở đây nè ba, nó ghi rõ ràng nè, lính phóng giáo được cộng một tấn công một răng. Ủa tự nhiên thế mạnh của nó vậy mà méo chơi là mày ngu bò rồi. Nên phóng giáo của thằng này phóng rất xa, đúng không? Cũng hai thằng phóng giáo với nhau thôi à. Nhưng mà phóng giáo của thằng này là nó dứt phóng giáo thằng kia là cái một. Nó phải hiểu quân nghe mấy em. Vậy thì phóng giáo là cái gì? Để mốt nó lỡ mà có nghèo rồi hết có vàng rồi mua phóng giáo. Phóng giáo mua không cần vàng, gỗ với thịt là được rồi. Yes. Đó là chung. Rồi xong rồi qua đây mình nhìn nhà lính nè. Thằng mấy thằng mọi nó có ngựa, khỏi nhìn ngựa. Nó có nhà lính nè. Thì nhà lính của nó nè, nó sẽ có thằng đại bàng. Thằng đại bàng với thằng lính champion bình thường. Vậy thì á, cũng là thằng mọi, nó có những thằng mọi sau đây. Một là mọi Ajax, hai là mọi Maya, ba là mọi gì. Nó sẽ có ba thằng mọi ở vùng Nam Mỹ. Thì trong ba thằng mọi đó mình phải so sánh. Đại bàng thì đương nhiên thằng nào cũng phải mạnh rồi nó mới là mọi. Còn bây giờ á, trong đại bàng nào mạnh nhất, đúng không? Rõ ràng là đại bàng của Maya mạnh nhất. Thì tụi em gặp quân Maya đó, tụi em quân Maya đó, tụi em quýnh là phải né đại bàng nó ra. Đại bàng của mình không bằng đại bàng nó đâu, đúng không? Tại vì đại bàng nó cộng được 40 máu. Đại bàng mà nó có cộng 40 máu đâu, qua nó chém chết sao đó. Nhưng mà mình mạnh được cái quân champion. Cái quân champion là cái quân quyền thoại mà quân hầu như đội nào cũng có đó. Đó, mình mạnh hơn thằng kia, nó không tới champion. Thằng kia nó mới tới cái thằng mà cái gì Han Waxman là chết rồi, không tới champion. Nên cái đạo quân này em đánh, em kết hợp bộ binh đó thì có thể là champion với thằng lính mọi, không cần phải chơi đại bàng. Nhưng mà đại bàng nó có cái ưu điểm nó chạy nhanh hơn. Cái chỗ này tụi em hiểu nè, những cái hoàn cảnh nào mà thằng đại bàng nó hơn thằng da beo. Thằng đại bàng quýnh không bằng thằng da beo, thủ cũng không bằng thằng da beo. Nhưng mà thằng đại bàng nó chạy nhanh hơn thằng da beo. Thì những cái lúc á mà cần nhanh, nhanh là những lúc nào? Những lúc chạy qua khỏi lâu đài nó bắn không trúng. Và những lúc thứ hai nữa là những lúc mà ra mà chặt xe bắn đá với mấy con xe mà đục thành của nó đó, là quân đại bàng nó hiệu quả hơn. Em hiểu không? Đã, hiểu chưa? Phân tích nha, không có giỡn đâu. Nhà thuyền khỏi phân tích, mấy con quỷ ra thuyền dở ẹt khỏi phân tích. Nhưng mà cũng may mắn là nó có thuyền lửa để thủ. Không có thuyền lửa gặp thuyền ta chết. Chơi mấy cảnh biển đó, thuyền lửa quan trọng lắm, mình thủ, hiểu không? Tại vì một cái thuyền canon gặp cái thuyền lửa chắc chắn là thuyền lửa ăn. Đó, còn thuyền canon nó bắn xa, nó bắn vào nhà mình sao? Ví dụ như nó đứng ở ngoài biển nó bắn vào nhà mình mà lâu đài bắn không tới, phải đem thuyền lửa ra sực nó. Thì thuyền lửa dùng để thủ. Đó, nhưng mà may mắn này thuyền lửa đông tốt. Còn mấy thuyền khác coi như bỏ. Còn em nhìn qua cái tower này thấy gớm, tower này cũng yếu nữa. Nhà cửa này yếu, giờ quan phân tích qua lâu đài. Để mình coi lâu đài mạnh hay không mình tính. Lâu đài thằng này dở quá, nên mà chơi cái này mà thủ lâu đài thấy mẹ rồi. Nhìn qua lâu đài thấy nản luôn. Trời ơi, nhưng mà nhìn lâu đài không muốn nhìn luôn mấy em ơi. Vậy thì tụi em dựa vào đâu tụi em biết lâu đài mạnh hay yếu? Tụi em dựa vào cái nhà đại học á với nhà lâu đài. Nè, cái lâu đài nó có con chốt nè. Lâu đài không có con chốt máu yếu. Lâu đài không có con chốt thôi thua. Rồi, xong rồi qua bên nhà đại học của nó có cục gạch không? Nè, mà cục gạch bị gạch luôn. Không có cục gạch luôn. Tạch. Tạch. Tại cục gạch nó cho 10% máu.
và nó cho thêm độ cứng của lâu đài. Xong rồi qua cái cung điện nó cho cái gì? Đúng không? Cung điện nó cho tao 10% máu tiếp tục độ cứng lâu đài. Má mà giờ nó bỏ mẹ hai cái đó luôn. Vậy thằng lâu đài thằng này rất yếu, lâu đài của thằng A Tắc rất yếu. Vậy thì lâu đài tụi em phải thủ cho nó nhiều vô, hoặc là phải có giải pháp bảo vệ lâu đài. Vậy thì giải pháp bảo vệ lâu đài là cái gì? Đó, anh sẽ phân tích. Lâu đài của thằng A Tắc á, nó A Tắc này nè, nó tấn công thì đúng thì ok. Tấn công được 8 cộng 3 không bà là mạnh rồi. Đúng không? Nhưng mà thủ nó yếu như vậy, nó gặp xe đục thành vô là chết. Chỉ còn hai cái xe đục thành thôi có thể đục đích sập nhà lâu đài rồi đó. Bắn nóng kẹp. Vậy thì tụi em muốn thủ cái này phải có hai cách thủ. Tụi em phải một là bố trí xe bắn đá nằm trong bắn ra. Hai á là tụi em phải bố trí ngựa nó đứng sẵn, của mình này không có ngựa, phải có mấy thằng đại bàng hoặc là mấy cái thằng lính trong lâu đài, thằng mà thằng gia báo đó nó ở sẵn trong lâu đài để khi mà cái xe đục thành nó chạy tới nó đục á thì xuất thành mấy thằng đó ra đập thấy mọe xe nó cho anh. Đúng không? Đập thấy mọe xe nó cho anh chứ không nó đục chết. Nên tụi em phải có giải pháp đầu tiên để thủ lâu đài. Lâu đài tụi em sụp là tụi em toan ngay. Tự động nó quýnh rác lắm, không phải giỡn đâu nha. Đó, tụi em phải có giải pháp thủ lâu đài. Lâu đài công thì ok, thủ quá kém. Vấn đề tiếp theo đi qua mà xe phá thành của mình gây mạnh không? Ồ, xe phá thành thì rất là mạnh rồi. Thằng xe bắn đá cũng mạnh, bắn đá 40 cũng mạnh nữa. Bắn đá thì anh kêu là bắn đá 40 là cái xe nhỏ nhỏ đó, nó bắn tụp tụp tụp, đó là xe đó nó bắn mấy cái xe đục thành ghê lắm á. Nhưng nó bắn nguyên đám lính chết luôn, nó bắn rừng cũng được nữa. Còn cái xe bắn đá 16 á là cái xe xa xa dựng cao cao lên phụt bụp phụt bụp phụt bụp đó. Còn qua nông nghiệp của con này khai thác mỏ tuyệt vời. Khai thác mỏ được tuyệt vời. Tốt. Rồi qua khai thác gỗ mất mẹ của nó cưa bự là tạm tạm, không tốt lắm. Rồi nhưng mà nông nghiệp farm á thì có vòng tròn được. Rồi vậy tóm lại mình đã hiểu được quân này rồi đúng không? Bây giờ quýnh làm sao? Suy nghĩ coi. Đối với cái quan điểm đánh trận của anh á, thì anh quýnh trận rất là chắc. Anh là một vị tướng tài ba và là một người mà thương lính như thương dân vậy đó. Nên anh quýnh sẽ hạn chế lính mình nó chết. Anh sẽ hạn chế lính mình nó chết. Nên anh sẽ cho lính của mình nó đi ăn học đàng hoàng thành người, chứ đừng có 10 điểm 3 môn làm nhà báo. Đó. Nên anh sẽ thủ. Đời ba sẽ thủ. Thì thằng tự động mình nó quýnh á, nó sẽ quýnh giai đoạn đời ba là một lần nè, rất nặng. Anh sẽ thủ cho qua được giai đoạn đó bằng cách mà anh bố trí chừng 4-5 cái lâu đài lại. Xong rồi máy bắn đá nằm ở trong để thủ. Xong rồi qua đời 4 á là vừa mua quân mà vừa làm kinh tế. Là cái cách này hơi khó mấy em, anh chỉ cho, muốn chỉ cho cách làm kinh tế nữa. Qua đời 4 á là phải nâng cấp giáp cho hết lính. Nâng cấp hết tất cả những nâng cấp của lính để cho lính mình nó mạnh, nó tinh nhuệ. Lúc đó mình mới đánh, mình mới ập tới mình đánh nó. Chứ không phải là cứ đi quýnh từ đời 3, phá làng phá xóm chỉ ta kêu mình lũ manh thôi. Chứ không có được cái con mẹ vậy đâu. Tốt nghiệp điểm cũng thấp nữa. Nên tụi em phải, cái cách đánh của anh là anh thủ trước để cho lính mình nó cường lên, nó mạnh lên. Và trong thời gian thủ anh sẽ làm nông nghiệp. Và khi anh đánh của nó, anh thường anh đánh bằng cái gì tụi em biết không? Bây giờ cung thằng này mạnh hay không? Má cung nó yếu là anh buồn lắm luôn á. Cái thằng này cung nó yếu quá. Em nhìn cung tại sao yếu? Nè nhìn nè. Cái cung mà nó không có cái bàn tay thì thấy yếu rồi. Cái cung mà không có bàn tay nó bắn hụt. Hiểu không? Không đạt sao biết được, đâu đạt đâu bò thôi, đạt chỉ là mẹ chơi với bị đặt chơi chơi thôi chứ không hiểu được cái này đâu. Bây giờ á, cái quân cung á, mà em nhìn thằng cung bên đây nè, nó nâng cấp tới đời 3 luôn. Đúng không? Tới thằng cung đời 3 rồi. Ủa tổng tới thằng cung Nhưng mà hả? Xong rồi nó không có nâng cấp được cái bàn tay. Cái bao tay đó ba, bao tay THOL đó, phải nâng cấp được cái bao tay THOL nha. Để mình cầm vô cái cung nè, vuốt ra nè, nó không bị trượt tay, nó không bị trơn. Bắn nó mới chính xác. Mà thằng này nó không có. Thằng này nó không có nên dẫn ra là tụi em toàn ngày bắn trật lắm. Bắn 10 phát trúng được 8 phát rồi sao chết địch. Đó nên thằng cung này anh không thích. Vậy thì anh sẽ dùng một cái thằng quân khác để anh thực hiện nhiệm vụ của thằng cung thủ, đó là lính phóng giáo. Lính phóng giáo này rất mạnh. Đó. Lính phóng giáo này rất là mạnh nên anh sẽ mua lính phóng giáo. Mà bây giờ anh chỉ em thủ luôn. Bây giờ thủ lâu đài á thì có hai cách thủ. Một là làm cho lâu đài mình cực mạnh lên. Đó, để mình bắn cho nó chết. Tại vì lên đời 4 á, bên kẻ thù nó cũng có giáp nữa chứ phải không đâu. Em nhốt cho anh một lâu đài 15 thằng phóng giáo nằm trong đó. 15 thằng phóng giáo nằm trong lâu đài, nó rất là mạnh. Nó rất là mạnh. Đó, là cái cách đó là cái như mình lấy chính nghĩa trong chiến tranh nữa mấy em. Tức là bây giờ lính phóng giáo tôi đang thủ, mày vô mày quýnh tao là mày sai. Chứ tao đâu có đem lính phóng giáo tôi đâu khuyết mày đâu. Đúng không? Chừng nào lính phóng giáo mình đi xuống đường á, mình cầm giáo mình chọi nó, mình khiêu khích nó thì nó là Như Nguyễn quýnh bậy, Như Nguyễn quýnh khiêu khích đối thủ.
Còn này tự nhiên mình đang trong lâu đài mà, thì nó qua nó quýnh mình. Nhưng mà khi mà lính phóng giáo nằm ở trong lâu đài bắn nó sẽ mạnh hơn. Anh lấy ví dụ, thí dụ như cái xe đục thành của nó bò qua, em bắn 20 nháy nó mới chết xe đục thành. Còn trong trường hợp này nó bắn chừng 11, 12 nháy thôi chết xe đục thành rồi. Đó, đó là cái lợi ích của việc thủ. Vậy thì đầu tư lính bắn giáo, đầu tư con báo, đầu tư xe đục, đầu tư xe bắn đá, bốn phương tiện đó thôi là công thành là ok. Tại sao phải cân bằng như vậy mấy em? Anh đố mấy em á, sao tôi phải biết được? Tại vì mình phải cân bằng giữa cái nguồn tài nguyên là gỗ, là thực và là vàng. Em hiểu không? Bây giờ lính phóng giáo tốn gì? Giờ nhìn rê chuột cho coi lính phóng giáo tốn gì? Tốn 25 phút, 35 wood. Vậy là cần phải có gỗ. Mình dùng lính bắn giáo để mình khai thác gỗ. Gỗ đó để nó mua lính bắn giáo. Chứ không mình khai thác gỗ để làm gì? Đừng cái đóng này không chặt ba. Đó. Nhưng mà gỗ thì có 25 không, còn cái hai cái đạo quân kia toàn là thật không mà đâu có được. Chỉ thêm mua thêm xe đục thành nữa, nó tốn gỗ nữa. Nó tốn gỗ nữa, đúng không? Cái xe đục thành với cái máy, với cái thằng phóng giáo này nó tốn gỗ với tốn vàng. Rồi xong rồi mình mua cái thằng lính báo đó, nó tốn thật với nó tốn vàng, cộng lại nó cân bằng tài nguyên. Vậy thì cái thằng thật á, em nhìn qua đây thằng Gia Beo á, thằng Thông Lâu Đài á, thằng này đó rõ ràng đúng không? 60 phút 30 gold. Tức là tỷ lệ phút với gold là 1:2. Còn thằng kia tỷ lệ gần như là 1:1. Đó. Gần như là 1:1 mà thằng này á, mà em thấy không? Cái thằng pháp sư nó mạnh thì đầu tiên lo đi kiếm chuông đi. Lấy được 6 cái chuông để đó, bảo đảm kiếm được 10.000 vàng. Bây giờ nè, lấy 10.000 vàng đó ra, mua được nhiêu thằng này, mua được nhiêu thằng mọi này, chia cho mà nghe. 10.000 vàng, đúng không? Chia cho 30, được 330 thằng. Wow. 330 thằng kéo qua quýnh địch chắc chết ngắt luôn rồi đó. Quýnh một lần thôi, one shot one kill thôi, kẻ thù đại luôn. Đó. Mình quýnh là phải có chiến thuật trong đầu. Còn vàng kìa, một bãi vàng nó cho ra nhiêu? Một ô vàng là 800, một bãi 4 ô là 3.200, một bãi 5 ô là nhiêu? 4.000, đúng không? Mà mình chiếm chừng 3 bãi được 12.000, 12.000 cộng với vàng trong của thằng này được hai mấy vàng. Thì em phải tính mình đánh làm sao trong cái khối lượng hai mấy ngàn vàng đó. Mấy chứ không phải quýnh không tính ba, thằng đó nó biết con khỉ gì nó quýnh đại à. Nó quýnh là nó quýnh hết vàng đi kiếm vàng chứ nó không biết cách tính. Quýnh là phải kiếm bao nhiêu vàng, đánh bao nhiêu quân, binh chủng này quýnh sao, binh chủng quýnh sao. Nó nếu mà kẻ địch mạnh quýnh sao nữa, kẻ địch yếu quýnh sao, cách đánh hết. Nó thì tụi em chơi này phải chú ý là lượm chuông. Mà chơi a chắc mà không lượm chuông thôi nghĩ mẹ đừng chơi a chắc nữa, mệt lắm thiệt luôn á. Chơi a chắc là phải lượm chuông đúng không? Đi bào, đương nhiên vàng nặng bào rồi, lượm chuông. Để làm chi? Đem bảy pháp sư ra đứng hụy hài lắm em. Đó, bởi vậy thường á, anh chơi chắc á, anh còn chiêu phá mồi nữa. Thí dụ anh gặp nguyên một đám nông dân đang chặt cây đằng kia kìa. Anh đem hai thằng pháp sư ra, anh hụy hội mẹ nông dân thành nông dân mình hết. Mày tin không? Tao chơi 500 thằng là tuyệt đối. Tao đi lấy pháp sư, tao hút thêm 100 thằng, tao được 600 thằng luôn. Pháp sư gặp Paladin là thích lắm luôn á, ngựa lạc. Một con ngựa không thể nào ăn được pháp sư, anh khẳng định với em luôn. Nhất là gặp pháp sư quá chắc là một con ngựa là thôi chết mẹ rồi. Chừng nào một bầy ngựa mới sợ, chứ con ngựa lạc. Nhưng Paladin đi lon ton, tao hùy cái một chút là xong rồi. Nhưng mà tụi em hùy á, ngựa đó phải có chiêu nha. Ví dụ như ngựa nằm đây, pháp sư đứng đây, em hùy là được 12 được á, xa lắm ba. Hùy được 12 á, 9+3=12. Đó, đứng đây hùy nó. Cái nó chạy gạch đây, nó chém một cái bụp mày đai liền. Nhưng mà cái này nó được cộng máu, nó không đai, chém một cái nó còn được nháy. Xong nó chém một cái nó nghỉ đúng không, mà chạy ra đây hùy tiếp cái nữa nó mất tiêu luôn, nó thành của mày luôn. Đó là anh nói sơ về thế mạnh thế yếu. Nè anh nhìn nè, ở trong cái lâu đài, ở trong cái nhà mà đại học á thì cục gạch bị rớt á, nó có luôn. Vậy là cái đục thành nó đục rất là mạnh. Đục thành nó đục rất là mạnh. Nó tóm lại, bây giờ cái quân Ajax á thì tụi em tìm hiểu văn hóa của nó, tìm hiểu này nọ cách đánh của nó. Tất nhiên trong video cũng đã minh họa cái đánh quân Ajax rất là nhiều rồi. À, nó có những cái kỳ quan gì, nó những lâu đài gì, bố trí bố phòng nó ra làm sao, B, C, D, D, đạt kiếm clip cũ lọc coi lại. Đó, để minh họa video cho mấy em trẻ hiểu. Yes. Để mấy em ghiền game chơi. Đó, rồi à, mình hiểu được cái đạo quân mình nó mạnh cái gì để mình quýnh cho đúng điểm. Chứ không phải là cứ chơi mà kiểu ngu. Mày chơi quân nào cũng đi mua tầm bậy tầm bạ hết. Đương nhiên quân nào quýnh trả được. Nhưng mà nó có đâu phải chủ lực của quân mình đâu. Đó, thì video hôm nay sẽ nói là cái cách đánh quân Ajax sơ sơ vậy đó. Nhưng mà không phải là cách đánh đế chế nha. Đế chế thì đời 1 sau, đời 2 sau, đời 3 sau. Thì anh sẽ nói từ từ. Anh nói từ từ, còn giờ nó dài quá. Anh nói trước quân này đi. Mấy em thích chủ đề này, mấy em like chủ đề này, thì anh sẽ làm tiếp cái cách mà mình đánh quân địch là Ajax. Còn này là mình đánh quân mình nha. Tức là mình lấy mình là quân Ajax để mình đánh nó. Còn cái trường hợp khác là
là nó lấy quân Ajax đánh lại mình thì mình thủ sao? Đó, sẽ có video về cái đó nữa. Mà một quân Ajax thì sao, mà ba thằng cùng Ajax thì sao? Giờ quýnh với ba thằng hả địch, em set up ba thằng cùng Ajax hết đi. Nó qua nó hùi hồi thua luôn. Đó, like đi em, share đi em, hào hứng lên, bye bye. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì, đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Cô chùa hoài. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.